chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mission Thiện. Anh Nhân Haseo Mission Nimnita. Và quay trở lại phần 33 ngày hôm nay đó quý vị. Thì Mission sẽ chia sẻ về một cái cô mà Á hậu nha quý vị. Á hậu Việt Nam nha, chứ không phải là Á hậu danh nhân gì đâu nha quý vị. Cho nên là Á hậu chính thống của nhà nước tổ chức nha. Và cái cô Á hậu này thì tôi cũng không biết là ai. Thật sự ra là khi mà vào xem cái trang báo mà đăng về cái cô ấy thì tôi mới biết được là cái cô Á hậu Lưu Bảo Anh này thì có thi cùng một cái cuộc thi hồi năm 2006 với lại em Hoa hậu Mai Phương Thúy nha quý vị. Tại vì hồi cái đợt mà Hoa hậu Mai Phương Thúy đó là tôi có xem nha quý vị, và tôi là người mà tôi chấm, tôi cho rằng là em Mai Phương Thúy sẽ là Hoa hậu đó quý vị. Thì cái cô Hoa hậu Lưu Bảo Anh, tại vì có rất là nhiều khán giả nói rằng là Mission ơi, có một cái cô Á hậu Lưu Bảo Anh nói về em Hồng Loan đồ quá trời luôn. Khi mà tôi vào tôi xem cái trang của Lộc Vườn Cây đó quý vị, thì có chia sẻ về cái cô này. Thì để là cái Lưu Bảo Anh Á hậu thôi thì tôi cũng không biết là ai, cho nên là tôi mới vào tôi tìm hiểu thử ở trên coi có cái trang báo nào đăng về cái cô Á hậu này không. Đó thì tôi đã tìm được một cái trang báo này có đăng cô Á hậu Lưu Bảo Anh nha quý vị. Thì trước khi mà để tôi chia sẻ về cái những cái ngôn từ, những cái bình luận của cô ấy nói về trong cái câu chuyện của gia đình anh Vũ Linh, thì tôi xin phép tất cả mọi người tôi sẽ chia sẻ về cái bài báo viết về cái cô Lưu Bảo Anh Á hậu năm 2006 nha quý vị. Thì cái phần 33 ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về cái cô Á hậu Lưu Bảo Anh này. Vấn đề thứ hai nữa tôi sẽ trả lời những cái bình luận ý kiến để lại trên cái phần 32. Và cuối cùng tôi sẽ chia sẻ về cái câu chuyện mà livestream hồi ngày hôm qua của em Mỹ Bùm Bùm và em Hồng Loan nha quý vị. Rồi đầu tiên tôi sẽ chia sẻ đọc cái bài báo của cái cô Á hậu Lưu Bảo Anh này trước nha quý vị. Thì cái bài báo có chia sẻ như thế này, vào ngày 20 tháng 7 năm 2020 nha quý vị. Nói chung là bài báo này là mới nhất rồi, của báo Vietnamnet nha quý vị. Nhan sắc vẫn y nguyên của Á hậu Lưu Bảo Anh sau 14 năm. Kể từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006, Á hậu Lưu Bảo Anh chọn cuộc sống kín tiếng và dung dáng cho tổ ấm riêng. Lưu Bảo Anh trở thành một hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long năm 2003. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu năm 2006, cô sở hữu với một cái dốc dáng được cho là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất tại Hoa hậu Việt Nam năm 2006. Và đây là những cái hình ảnh của cô Á hậu Lưu Bảo Anh hồi bấy giờ nha quý vị. Và đây là cái tấm hình ở giữa là cô Hoa hậu Mai Phương Thúy. Tại vì hồi cái lúc cuộc thi này thì tôi cũng có xem nha quý vị. Hồi cái đợt đó tôi rất là ấn tượng về cái cô Hoa hậu Mai Phương Thúy này, rất là đẹp, dễ thương. Còn Á hậu thì mình không có ấn tượng lắm nha quý vị. Giờ khi mà xem báo lại thì mới biết rằng thi cùng một cái cuộc thi năm 2006 với lại em Mai Phương Thúy nha quý vị. Đọc tiếp theo. Năm đó Mai Phương Thúy giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2006. Đồng thời chân dài gốc Hà Thành cũng lấn lướt Lưu Bảo Anh về cái số lượng tin nhắn bình chọn về phía khán giả, đã chiến thắng ở giây phút quyết định. Sau khi giành vị trí Á hậu 1, Lưu Bảo Anh chỉ tham gia duy nhất một bộ phim truyền hình Ghen và lui về phía sau hậu trường. Theo một số nguồn tin, Lưu Bảo Anh kết hôn năm 2014 và sinh con gái đầu lòng không lâu sau. Cô tập trung vào việc kinh doanh, đảm nhận vai trò giám đốc một công ty quảng cáo. Từ đó, Lưu Bảo Anh hoàn toàn không tham gia bất kỳ hoạt động showbiz nào và hạn chế sử dụng mạng xã hội. Cuối tháng 6 vừa qua, Á hậu Lưu Bảo Anh bất ngờ chia sẻ bên cạnh ông xã, thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ. Sau 14 năm, Á hậu Lưu Bảo Anh vẫn đẹp, quyến rũ, không thay đổi và không có thay đổi quá nhiều. Thì qua cái bài báo này nói rằng là cái em Á hậu Lưu Bảo Anh này đó quý vị, sau khi cuộc thi thì chỉ có tham gia một bộ phim duy nhất là bộ phim Ghen. Và sau đó là lập gia đình, rồi kín tiếng không có tham gia về showbiz quý vị. Thì qua cái bài báo này thì ca ngợi là một cái cô Á hậu này là ẩn danh, sống chăm lo cho gia đình và làm giám đốc của công ty quảng cáo, hạn chế sử dụng mạng xã hội. Thì qua cái bài báo này thì viết như vậy thì lý do tại sao mà trong suốt thời gian là mười mấy năm em không có tham gia mạng xã hội, không có liên quan gì hết, ẩn danh để mà lo cho cuộc sống gia đình của mình. Nếu nói như vậy thì trong cái câu chuyện của nghệ sĩ Vũ Linh thì em lại đưa ra cái ý kiến như thế này, mà nói rằng là em là một người hạn chế ở trên mạng xã hội, không có quan tâm mạng xã hội. Thì bây giờ những cái lời lẽ của em ấy bình luận trên cái trang của Lộc Vườn Cây nha quý vị, thì những cái lời lẽ như thế này thì tất cả mọi người nghe để nhận xét xem là cái em Á hậu Lưu Bảo Anh này là người như thế nào, viết nói những lời như vậy. Thì mình đánh giá rằng lý do tại sao mà cái năm 2006 là cô này chỉ là Á hậu 1, không thể nào là giành cái ngôi Hoa hậu, đúng rồi đó quý vị. Tại vì khi mà Hoa hậu thì nó phải là đức nè, tài nè, đẹp nè,
Cho nên là em này đẹp nhưng mà hình như thiếu đức hoặc là thiếu tài hay sao đó, cho nên là mới rớt xuống là cái Á hậu 1 đây quý vị. Theo tôi nhận xét nó là như vậy. Rồi những cái lời lẽ của cô Á hậu Lưu Bảo Anh năm 2006 này có những cái nhận xét gì trong cái câu chuyện của gia đình anh Vũ Linh nha quý vị. Đầu tiên tôi sẽ chia sẻ về cái status của cái kênh Lục Vườn Cây, nói về cái cô Á hậu Lưu Bảo Anh này. Lý do vì sao mà Lộc Vườn Cây nói về cái cô này là tại vì có những cái bình luận như thế này đây quý vị. Tôi sẽ chia sẻ về cái status của Lộc Vườn Cây trước, nói về Á hậu Lưu Bảo Anh nha quý vị. Lưu Bảo Anh là Á hậu Việt Nam năm 2006. Khi công chúng đã công nhận bạn là một danh vị thì bạn cần làm những gì để thể hiện trách nhiệm của bạn với cộng đồng. Sở thích cá nhân của một người của công chúng đôi khi cũng phải xem chừng khi thể hiện, huống chi là ý kiến cá nhân khi bạn không ảnh hưởng tới cuộc đời của người khác. Bạn chỉ có thể phê bình Hồng Loan với những gì cô ấy phải có trách nhiệm, lời nói, hành động, nhưng bạn không hề phê bình những vấn đề của Hồng Loan, còn không thể rõ là con đẻ hay là con nuôi. Giả sử là bạn có nhói tim không nếu như người ta nói bạn là con nuôi hay là con đẻ hàng ngày hàng giờ, trong khi mẹ của bạn mất sớm, cha của bạn đã qua đời. Á hậu là đề cao lòng bao dung và vị tha cơ mà. Dẫn chứng cho thấy bạn từ 3 năm trước đã thân quen với ông Xài Thành, cô Vân Tiên, nhưng đâu phải vì quen thân mà bạn có thể tin chắc họ đúng về nhân thân của một con người, sự thật mà họ biết đâu có thể là sự thật 100%. Bạn nói tận mắt thấy trên hệ thống Hồng Loan là con nuôi. Bạn sử dụng ảnh hưởng uy tín của bạn đưa ra một cái chữ là hệ thống để thông tin của bạn có phần giá trị. Nhưng cho tôi hỏi hệ thống đó là gì mà có chữ con nuôi trong hệ thống? Bạn trả lời đi, tôi không cần bạn đưa ra dẫn chứng cụ thể mà chỉ cần đưa ra tên hệ thống đó mà thôi. Tôi cũng không tin bạn trả lời nổi. Những người đang bảo vệ Hồng Loan có thật sự muốn giấu giếm Hồng Loan là con nuôi hay không? Nhầm rồi, họ đấu tranh cho quyền lợi con hợp pháp của chú Vũ Linh, cho dù cô ấy con nuôi hay là con ruột. Và họ lên án cái việc đưa chuyện con nuôi ra một cách thiếu nhân đạo vì mục đích tranh giành tài sản, thỏa mãn thù ghét cá nhân của mẹ con cô Sáu, chú Bảy, Kim Thoa, Sạc Thành, Vân Tiên và bạn. Đừng có đánh tráo khái niệm, hãy thử vào cuộc thăm dò dư luận để trả lời câu anh chị cô bác có thể thay đổi và bảo vệ binh vực Hồng Loan nếu Hồng Loan là con nuôi không? Tôi thì tin chắc rằng phần lớn mọi người sẽ không thay đổi. Lưu Bảo Anh mai cho bạn danh hiệu là Á hậu Việt Nam của bạn hơn một chục năm trước. Chứ nếu bây giờ là bạn sẽ bị tước danh hiệu, danh vị Hoa hậu, Á hậu phải đi đôi với lòng nhân ái. Sự trách ẩn, miệng bạn kêu, mong một cái kết nhân văn cho gia đình của chú Vũ Linh. Nhưng cái xì ta tết mà lên án nói xấu Hồng Loan, bạn đều tham gia ném đá cùng với những người phán xét vô căn cứ về cô ấy. Tôi nhắc lại, hãy phê phán những gì Hồng Loan nói, hành động của bạn tận mắt thấy, còn không thì đừng vu khống cho người ta. Đừng úp mở thông tin con nuôi trên hệ thống để định hướng dư luận, làm vậy hèn lắm. Tự bỏ dương miệng mà công chúng đã trao lên đầu bạn xuống đi. Rồi nói gì thì nói, không ai quan tâm. Đó, thì ở dưới cái xì ta tết của Lộc Vườn Cây là có chia sẻ những cái bình luận của Á hậu Lưu Bảo Anh viết như thế này đây nè quý vị. Thì khi mà đọc qua cái xì ta tết của Lộc Vườn Cây thì tôi mới biết được là Lưu Bảo Anh Á hậu năm 2006 này là bạn thân của Sạc Thành và Vân Tiên nha quý vị. Nữa hả? Lại lòi ra tiếp thêm một người nữa hả? Trời ơi! Đây là những cái bình luận của Lưu Bảo Anh nói chuyện qua lại với lại cô Quỳnh Hòa Bình nha quý vị. Chèn đét ơi, đây nữa nè, nhưng mà thật ra nó nhỏ quá, phải banh con mắt ra, tại vì mắt Mason cũng kém đó quý vị, cũng ráng banh ra để đọc cho mọi người nghe. Coi là những cái lời lẽ của Lưu Bảo Anh khen Quỳnh Hòa Bình nha quý vị. Đầu tiên là Lưu Bảo Anh nói Quỳnh Hòa Bình như thế này: cá nhân em nhận định họ mượn việc gia đình của chú Vũ Linh để tạo lên tiêu đề, thói quen khống, tạo một lực lượng mang danh chính nghĩa để lèo lái dư luận, đàn áp các kênh chính thống như đài truyền hình, để từ đó giảm cái vai trò của cơ quan chức năng điều tra. Dư luận sẽ tin họ hơn là tin kết quả điều tra. Chuyện tài sản quá nhỏ so với kết quả mà họ đạt được nếu vụ việc này áp đảo được sự thật. Giá trị tài sản không lớn quá đâu ạ. Thì qua cái bình luận của cái cô Lưu Bảo Anh này nói rằng là những cái người mà những cái kênh dạng giống như kênh YouTube của Mason vậy đó quý vị, thì lên giống như áp đảo những cái kênh chính thống như đài truyền hình, rồi áp đảo luôn cả dư luận, để cho là những cái gì của dư luận nói là nó còn hơn là cái kết quả của cơ quan chức năng điều tra nữa. Thấy ghê quá à, trời ơi em Á hậu ơi. Thật sự mà nói thì giống y như là cái bài của Lộc Vườn Cây hồi nãy nói đó, hên cho em là cái vương miện của em cách đây mười mấy năm về trước.
Chứ nếu như mà cái vương miện của em hiện tại bây giờ bị tước quyền liền ngay lập tức. Tại vì hiện tại bây giờ là thời đại 4.0, hồi cái thời của em là nói chưa. Hồi cái thời của em khi mà thi cuộc thi hoa hậu là tôi nhớ là tôi còn xem cái tivi bự chà bá lửa luôn. Đó, thì xem cái tivi đó thì chưa có ai xài điện thoại đâu. Hồi thời đó chỉ xài cái máy nhắn tin thôi à. Cái nhắn tin á, chứ nó không có cái điện thoại. Ai mà xài điện thoại cừu bắp là cũng là dân đại gia lắm rồi. Thì lúc thời điểm đó thì làm gì có chuyện xấu ai phanh phui ra đâu. Còn nếu như mà thời của em mà hiện tại bây giờ, tôi bảo đảm với em cái dương miệng để lên chưa đầy một ngày là đã bị gỡ xuống rồi. Danh hiệu á hậu gì mà ăn nói không biết phân biệt phải trái. Cho dù em là bạn thân của chú Sài Thành, cho dù em là bạn thân của Vân Tiên ở bên Mỹ, nhưng không có nghĩa bạn thân làm sai là mình phải binh. Nên nhớ rằng là trong cái câu chuyện nè, cha mẹ nè, anh chị em ruột, thậm chí chồng luôn, làm sai mà mình còn phải nói. Còn này huống hồn chi chỉ là bạn em, bạn thân, thân ai nấy lo. Ở đó mà nhảy lên binh, binh theo kiểu này là chết rồi. Hên á là em không còn sử dụng cái dương miệng đó để làm một cái gì. Và em cũng không còn tham gia show vít đồ này kia, show chậu đồ này kia thì cũng không ảnh hưởng. Nhưng dù sao nó cũng ảnh hưởng cái tiếng tâm của em đã là Á hậu Việt Nam chứ không phải giỡn đâu. Đúng không quý vị? Rồi tiếp theo cái bình luận ở bên dưới của một người vào khen nha quý vị. Khen Lưu Bảo Anh như thế này: cảm ơn chị, người có tâm, có lòng tốt, nói lên sự thật. Trời ơi, em mừng quá vì chị đã trở lại. Mấy ngày nay không thấy chị, em buồn hết sức luôn á. Chúc chị ngày mới vui vẻ, thành công trong công việc nha chị. Trời ơi, mừng Lưu Bảo Anh đã quay trở lại đó quý vị. Đặt gì cho em đâu, đúng không? Rồi, bây giờ bỏ qua cái câu chuyện của cái em Á hậu Lưu Bảo Anh nha quý vị. Chứ tôi sẽ chia sẻ một cái bình luận của một vị khán giả để lại trên cái phần 31. Tôi có chia sẻ về cái clip của anh Kim Tử Long. Đó thì có một cái vị khán giả gửi về như thế này thì tôi sẽ